giá cho nó bán nhiều vậy? Bà đó. Giá gì á? Giá ba thiện của mình nha các bạn. Sao không gà ba không xuống nhà con? Ba dặn. Sao ba dặn? Ba dặn chứ. Ủa ba dặn là sao ba dặn cái chuyện gì? Ba dặn không xuống hả? Làm gì cho ba dặn vậy? Con có làm gì cho ba dặn không? Không. Không có làm sao ba dặn? Gì trên này nữa mấy chín cút với lại bánh xoài. Mình có bán son không? Cái bịch đó đây, cái bịch đó nhiêu? Bán son hả? Bán son luôn không kìa? Bán son không? Hả? À rồi vô trong bịch đó nè, bà lấy hai vé nè. Ba thử lúc thì con. Bà ngoại. Hả con? Con có bán son không? Dạ không. Sao tôi thấy đồng ốc ngoài nằm nó nằm mặt giống. Con bán cho mày cây cây. Con bán gì ai vậy? Con dạ một cái màu rồi dầm xăm rồi thôi. Có nhớ chị gì ở trên Châu Đốc không? Vậy có khóc không? Bích dầm thôi. Bữa đó đưa về khóc mướt rồi. Đâu giống như con. Hai vé như này nè, 1.000 là 7 chỗ. Này vậy à? Con không nào chịu nổi nha. Bán 70 luôn lên. Mới có bán son nha. Thấy vậy chứ trong vỏ đó son nhóc quá, ngoài không biết đó. Ăn cây cây. Mà con son của con làm dằn thăm rồi sao? Vậy hả? Hết nước rồi. Chứ còn cũng có khác đâu. Nhà con ở đâu? Ba thì biết nè, ba thì biết nè. Nhà ở dưới chỗ bệnh viện Hiệp rồi đặng tí. Vậy hả? Ủa con chó. Ba bên đó. Ba bên đó dưới này đi hả? Con bán mấy giờ mới hết? Con đi bán ngoài giờ. Lại gần nó nha. Mẹ. Con là chờ nó tát một cái đầu nó ai luôn đó chứ giỡn. Ừ. Chó nó ghê đó con. Chó bán cái nó cũng hiền á. Đúng mà hiền lắm con. Bán ngày được nhiều. Con không đụng thì nó hiền nhưng mà con đụng là nó gì nè. Nè. Tắt gì đó. Bán lại ngày được nhiều. Nè bạn bán của con nè. Thôi sụm nụ nha con. Thằng tuổi đó. Diễn rồi à. 10 tuổi nè hả? 10 tuổi nè. Nghe lùng hơn. Tuổi này 12 tuổi. Lại nó đo kìa. Đúng rồi, con nhiêu tuổi? Nè, con bằng tuổi đó mà. Vậy đó hả? Nó thấy chưa thiệt. Em thấy rồi, tao 10 tuổi. Đứng tới đây của con là đứng tới cái miệng của con là trời. Bằng tuổi đó thấy chưa? Ú là chè. Lên coi Quyên. Ú là chè. Bà lớn lên mới đi thi qua hậu được nè. Đâu lắm thi qua hậu được không? Đứng lên đo cái coi. Chị đứng lên đo với em đi kéo áo mình đi lại làm hậu được rồi chờ gắn móc tay để móc tay vô không dạ trời ơi vậy đó hả đẹp vậy đó hả ủa vậy là nãy giờ ông có phát hiện bằng tay nó xèo bằng tay ra cái gân đó trời ơi hết biết thiệt chứ là một cổ móng tập lồng lộn không con bán nghe cây kho con cây dở có giờ có âm con những người ông bướm cô gái nhà quê ngỡ đâu tìm được bến bờ người nấu ăn năm qua em vô tình làm kẻ thứ ba mang trong lòng muốn xót xa yêu thương này là sao thương thà con anh lùng quá trời anh lùng rồi tới cái điểm của con rồi. Quá trời. Chơi cái này mình thiện về nó gắn ăn cái điện của em mà mọi người ơi. Mọi người xa quá rồi sao mà nghe. Cô kìa có đi kìa. Cưng à. Nè anh đi cho nó đi.